Xin kính chào quý chị đang theo dõi video của Các Bác Ô Tô. Ngày mới xin chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, thành công, may mắn cho cuộc sống và công việc các anh chị nhé. Các chị thân mến, chúc anh chị sẽ là mẫu Mercedes GLE 450, sản xuất năm 2021. Mẫu xe đang được chào bán mức giá là 4.5 triệu đồng, sẽ đã chạy được 1.4 miles và chiếc xe này mang tên cá nhân các chị nhé. Và các chị nếu như quan tâm mẫu xe này thì hãy xem hết video nhé, tại vì trong video này sẽ có rất là nhiều các thông tin hữu ích dành cho các chị đó. Xe sẽ mang một vẻ đẹp ngoại hình với màu đen cực kỳ sang trọng và khỏe khoắn, đúng không ạ? Và như anh chị có thể thấy là cái ngôn ngữ thiết kế ở trên chiếc GLE 450 này, cái ngôn ngữ cực kỳ là khỏe khoắn, cơ bắp ở trên cái đường gân trên nắp capo, anh chị có thể quan sát này. Và phía bên dưới chúng ta sẽ có lưới tản nhiệt, hình sao rơi này. Còn với đó chúng ta sẽ có logo nên cho ba cánh cùng một thiết bị đặc trưng. Nhưng mà các anh chị có thể thấy là cái thiết kế đo bản nó cũng sẽ tạo nên được cái vẻ khỏe khoắn cho chiếc xe rất là nhiều, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ có cả trước được mạ rất là sáng, tích hợp cảm biến này. Và cái đèn ở trên này các anh chị cũng thấy rằng là với hệ thống đèn multi-beam cho cái tầm từ xa hơn 650m. Còn với đó thì cái thiết kế đèn dải LED và cái thiết kế vuông góc đây nó cũng tạo nên một cái vẻ đẹp rất là cuốn hút cho chiếc xe. Xe sẽ mang thiết kế la răng 20 inch nhé. Và chúng ta sẽ có gói AMG với thiết kế la răng này, các anh chị có thể thấy rằng là trông rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi, sẽ trang bị thêm cả cửa hít các anh chị nhé. Đó, và bệ bước cố định. Rồi, bây giờ xin mời các chị cùng với Đức Hiền chúng ta sẽ di chuyển sang đằng sau. Sang đằng sau xe để cùng ngắm nhìn thêm cái thiết kế ngoại thất của chiếc xe này. Ở phần đuôi xe sẽ có điều gì đặc biệt ha? Khoang hành lý của chiếc xe rất là rộng rãi nếu như chúng ta có thể đẩy cái hàng ghế thứ ba xuống. Trong trường hợp mà chúng ta không dùng hàng ghế thứ ba nhé. Và các chị có thể thấy rằng là với hàng ghế thứ ba các chị có thể chỉnh cơ rất là dễ ở đây này. Đó, và khi mà chúng ta không có dùng hàng ghế thứ ba nữa thì mình hoàn toàn có thể gập lại rất là dễ dàng. Và khi chúng ta dùng thì chúng ta gập lên cũng cực kỳ tiện lợi như thế này ạ. Và anh chị có thể quan sát thêm là trong cái không gian này được phủ cái lớp vải lót này và màu đen như thế này thì chúng ta cũng sử dụng nó cũng cực kỳ dễ dàng bảo quản, đúng không ạ? Chiếc xe này thì sẽ tích hợp cốp mở địa. Đó, như thế này thì các anh chị có thể rất là yên tâm rằng là cho dù là phụ nữ lái xe thì chúng em cũng có thể điều chỉnh rất là dễ dàng và tiện lợi. Xe sẽ được trang bị thêm cả đèn hậu LED với cái kích thước rất là vừa vặn, nó tạo nên được cái vẻ đẹp rất là trẻ trung, sang trọng nhưng mà không kém phần nam tính cho chiếc xe. Và dưới chúng ta sẽ có bộ thể thao này và lực mạ chrome rất là sáng. Cạn sau sẽ tích hợp thêm các cảm biến nữa, giúp anh chị lùi độ xe an toàn hơn. Sau này chúng ta sẽ có hỗ trợ camera lùi nhá anh chị nhá, nên là mình có thể lái xe cũng như là di chuyển rất là an toàn. Đó. Mời bây giờ khi mà các anh chị cùng với Đức Hiền sẽ di chuyển vào chiếc xe này để chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn thêm về cái thiết kế nội thất của chiếc xe cũng như là các tính năng và các option của chiếc xe này mang lại được là những gì nhá. Chào mừng các chị đã đến với không gian nội thất của chiếc GLE 450 sản xuất năm 2021. Và như chúng ta đang ngồi trong khoang nội thất thì các anh chị có thể thấy rằng là với thiết kế trang bị lớp da rất là đẹp ở đây, các anh chị có thể thấy rằng màu kem nhé. Thế nhưng mà các anh chị có thể thấy rằng là trên cái lớp da này chúng ta sử dụng từ 2021 nhưng mà nó vẫn còn rất là mới, độ đàn hồi cực tốt. Đó, các anh chị có thể thấy rằng cái độ đàn hồi trên da này. Đó. Ở trên yên ngựa chúng ta cũng sẽ có trang bị cái lớp da màu kem nhé, rất là đẹp. Và các chị thấy cái sự hài hòa giữa cái lớp da ở phần yên ngựa, phần ghế với cái màu sắc được thiết kế ở trên xe rất là hài hòa. Ở đây thì chúng ta không phải là màu đen đâu, mà nó là màu xám đó, màu xám tro đó, rất là đẹp. Đấy, phần gỗ này. Rồi, về các option của chiếc xe này thì các chị có thể thấy rằng là trên cái phần khoang hành lý trung tâm nhá, chúng ta sẽ có hai màn hình đôi. Đó, thiết kế với kích thước là 12.3 inch. Và các chị có thể thấy rằng là trong chiếc xe này á thì cái cảm biến của nó rất là nhạy đấy, trên màn hình này cảm biến cực kỳ nhạy luôn. Đó, và anh chị có thể điều chỉnh rất tiện lợi ngay trên cái màn hình này. Và dưới khoang hành lý trung tâm chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa. Và anh chị thấy rằng cái thiết kế này nó rất là vuông vức, nó đem lại cái sự nam tính tuyệt đối cho xe, đúng không ạ? Phía dưới chúng ta sẽ có nút chúng ta điều chỉnh chế độ gió. Đó, đây trên phía yên ngựa này chúng ta sẽ có một cái không gian để mình sạc điện thoại không dây ở đây. Ngoài ra thì sẽ có thêm cả không gian để các anh chị để nước này. Đó, phía này chúng ta sẽ có cái touchpad để các anh chị có thể điều chỉnh ở trên màn hình, cực kỳ là nhạy luôn nhá, trời ơi rất là nhạy luôn. Đó, rồi phía này chúng ta sẽ có cái chế độ các anh chị điều chỉnh các chế độ lái. Đó, 5 chế độ lái nhé. Đó, Off-road này, Eco Sport, Comfort này, và Individual. Mỗi chế độ lái chúng ta sẽ có phù hợp với những cung đường khác nhau. Đó, các chị có thể thấy rằng một cái mẫu xe hạng sang đến từ Mercedes nhưng mà có thể off-road rất là tốt. Phía bên dưới chúng ta sẽ có một cái ngăn để các chị để đồ nhé.
Đấy, nó cũng thiết kế tinh gọn thôi, nó gọi là tối ưu hóa không gian á. Đấy, trong này phía bên phần táp ly chúng ta sẽ có nhớ ba vị trí ghế và điều chỉnh ghế đa hướng này. Đó, ngoài ra sẽ có loa Burmester cho anh chị cảm giác giải trí, âm thanh cực kỳ tốt trên xe. Ngoài ra thì chị các chị thấy cái đường ánh sáng, cái đường line này, chạy dọc cái thân xe luôn. Đó, đem cho chúng ta cái không gian cực tuyệt vời nhá. Đó, các chị thấy rằng là tổng hòa lại chúng ta thấy rằng là trong không gian của Mercedes thì các chị thấy mẫu GLE 450 mặc dù là mẫu xe SUV hạng sang dành cho các gia đình, thế nhưng mà các tiện ích, những cái tính năng dành cho một cái mẫu xe đặc cấp thì vẫn được duy trì rất là tốt. Đó, các chị có thể quan sát thêm tổng thể một lần nữa. Bây giờ xin mời các chị cùng với Đức Hiền sẽ di chuyển sang hàng thứ hai để ngắm nhìn thêm các option của chiếc xe này nhé. Mẫu xe sẽ được trang bị điều hòa hai vùng độc lập, và các anh chị có thể thấy rằng là với điều hòa hai vùng độc lập chúng ta sẽ có được những cái khoảng không gian, cái khoảng không khí rất là mát này, cũng như là trong lành ở trên xe. Chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa được tích hợp ngay ở trên phần yên ngựa nhé. Rồi, và anh chị thấy rằng cái màu sắc ở trong này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Nó là cái tổng hòa với cái sự kết hợp màu sắc cực kỳ là nhã nhặn và tuyệt vời đến từ Mercedes-Benz. Và chúng ta sẽ có trên phần táp ly này, ngoài cái việc là cái thiết kế ốp gỗ và bọc da ra, chúng ta sẽ có điều chỉnh cái đa hướng điện ở đây. Và thêm vào đó là thiết kế loa Burmester và cái đường loa ánh sáng vẫn được duy trì rất là tốt dọc thân xe nhé. Các chị có thể thấy rằng tổng hòa không gian trong xe cực kỳ là rộng rãi. Và không chỉ ở hàng ghế thứ hai đâu, mà hàng ghế thứ ba chúng ta sẽ có được một cái không gian ngồi rất là thoải mái. Với chiều dài cơ sở lên tới 2995mm, các chị có thể thấy rằng là trong cái không gian này chúng ta sẽ có được một cái khoảng ngồi rất là tiện lợi, rộng rãi. Và đây chúng ta sẽ có một cái bệ tì tay với một cái ngăn đồ này, ngăn để đồ này, nhỏ gọn thôi, nhưng mà các chị có thể để những cái đồ dùng nhỏ của mình rất là tiện. Là chúng ta sẽ có cái ngăn để các chị để cái ly nước đó, và gập lên cũng rất là tiện lợi nhé. Đó, các chị thấy không ạ? Trong tháng 11 này thì Camauto sẽ dành tặng cho các quý khách hàng rất là nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt là chính sách ưu đãi về giá, nên các chị đừng bỏ qua cơ hội nhé. Và bây giờ xin mời các chị cùng ngắm nhìn lại một lần nữa không gian ở bên trong xe. Đó, rất là mong Camauto có thể đón các bước chân của anh chị tới salon để các anh chị có thể kiểm tra, kiểm định chất lượng xe và cũng như là có những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cái không gian của chiếc xe. Trên mỗi một cái mẫu xe mà chị yêu thích thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Các chị thân mến, với khối khối động cơ i6 dung tích 3.0, các chị có thể quan sát là trong cái khung gầm máy móc của chiếc xe này thì còn rất là mới đúng không ạ? Hay còn nói là siêu mới thì vẫn là rất là đúng. Tại vì các chị có thể quan sát là từ 2021 tới nay chiếc xe mới chạy được một vạn tư mai thôi, và chủ nhân của chiếc xe thì cũng đã bảo quản chiếc xe rất là kỹ với hộp số 9 cấp đó. Chiếc xe có thể cho cái bứt tốc rất là nhanh. Và các anh chị được thấy rằng cái thiết kế bên trong này nó rất là gọn ấy, nó không phải là quá là hầm hố đúng không ạ? Thế nhưng mà nó vẫn đem lại cái bứt tốc rất là tốt. Và như anh chị vừa quan sát là trong này thiết kế về ốc này, rồi trên này chúng ta sẽ có cái thiết kế ở trên phần kéo chỉ, chúng ta vẫn có thể thấy rằng là nó vẫn được giữ rất là nguyên bản. Và các anh chị có thể check full lịch sử bảo dưỡng hãng cho chiếc xe này nhé, xe mang tên cá nhân, thế nên là các chị thực sự là yên tâm là chúng ta sẽ có thể là rất là minh bạch trong cái giấy tờ. Và trên tất cả các mẫu xe của các Camauto thì các chị luôn luôn đảm bảo rằng là cái nguồn xe cực kỳ là minh bạch, cũng như là cái thông tin xe thì có thể cung cấp đầy đủ cho anh chị. Và trong tháng 11 sắp tới thì các Camauto sẽ có thể hỗ trợ cho quý vị rất là nhiều những chính sách ưu đãi và cũng như là chính sách về giá, nên các chị đừng bỏ qua cơ hội đấy nhé. Mẫu xe GLE 450 thì các năm 2021 xe đã chạy 1.4 miles và đang được chào bán với mức giá là 4.5 triệu đồng. Xe mang tên cá nhân. Mà nếu như các anh chị quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình, hoặc có thể đến với salon của Camauto, địa chỉ số 3 Nguyễn Hữu Nguyên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để được tư vấn trực tiếp với chị nhé. Và em là Đức Hiền, đại diện bán hàng đến từ Camauto. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Camauto uy tín là niềm tin hiệu.